Bạn và gia đình thường làm những gì trong thời khắc giao thừa? Ở nhà phải lo trang hoàng, rồi nấu nướng tùm lum tà la. Người trẻ hiện đại ăn Tết như thế nào? Ngày 30 Tết này nè, cho con đi coi pháo bông với mấy đứa bạn nha. Con cứ đi đi. Những phong tục truyền thống có còn được gìn giữ khi xã hội ngày càng phát triển? Tết nhất mà không có mấy cái thứ này, mẹ thấy làm như nó thiếu cái gì ở đâu á. Làm thế nào để vừa giữ được những giá trị Tết xưa, vừa phù hợp với tính chất của cuộc sống hiện đại? Tất cả sẽ có trong phần trò chuyện và chia sẻ của đạo diễn Hạnh Thúy, diễn viên Cao Minh Đạt, tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Ngắm phong hoa để mà đón giao thừa đến thì vô cùng tuyệt vời luôn. Đêm giao thừa là gia đình phải ở bên nhau. Nếu như chúng ta ai cũng theo các bạn trẻ thì yếu tố truyền thống nó sẽ nguy cơ bị mai một. Đón xem tập 43 Phụ nữ ngày nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2019 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV, LG, Samsung và Sony hay trên Google Play hoặc App Store.